tôi xem coi. Ủa cái cây sản này nhìn lạ lạ ta, nhìn hình như mình chưa thấy trong mini world lần nào đâu. Mình đào thử coi, đâu coi coi. Đâu để mình đào thử coi. Cái gì ghê ghê vậy? Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Ok, thì hôm nay là một tập hàng xóm đại chiến ngoại truyện anh em ạ. Thì đây là cái làng mới của mình đó. Trời, đây chính là nhà của anh Mr. Vịt nè. Trời, thì bọn mình mới di chuyển đến cái khu này sống á. Thì mình cũng mới xây được cái nhà nhỏ nhỏ ha. Anh em thấy không khí Noel không? Đó, có cây thông Noel kế bên luôn nè. Đó, đẹp nha. Mở, để mình mở quà thử coi. Thôi, thôi, được quà gì không vậy? Chà, tính ra cũng không được nhiều đồ lắm ha. Trời 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 trời, trời nè. Ôi, cái nhà của anh Vịt là hình con vịt luôn nè anh em. Kêu tép hết, ok. Thôi, thôi mình chắc là mình sẽ về nhà để mình kiểu mà đi ngủ. Và tối nay mình sẽ đi chơi Noel anh em ạ. Ôi, nhưng mà đâu được. Oh no, không được anh em ơi. Đi chơi Noel là phải có bạn bè dẫn đi theo chơi mới vui chứ. Nhưng mà mình có một mình nè. Ồ đúng rồi, có anh Vịt nè, đúng rồi. Ôi. Ôi, nhưng mà hình như là mình nhớ hồi sáng nay hình như là anh Mr. Vịt anh bảo là tối nay ảnh sẽ đi chơi Noel á, mà hình như là ảnh không có rủ mình, cho nên là mình nghĩ là chắc là ảnh sẽ đi một mình và ảnh không rủ mình luôn. Thì mình ở nhà mình đón Noel một mình, trời ơi không được đâu. Là có cách nào để có thể giữ ảnh ở nhà luôn ta, đừng có cho ảnh đi chơi Noel. Có cách nào không ta, để nghĩ coi. À đúng rồi anh em ơi, bây giờ chỉ có một cách thôi, chính là mình phải phá ảnh, mình không cho ảnh đi ra khỏi nhà luôn. Vậy thì ảnh sẽ ở lại buổi tối ở chỗ cái làng này để ảnh đón Noel cùng mình, ảnh sẽ không cần phải đi ra chỗ khác để đón Noel nữa. Trời ơi, được được được, ok. Mà phá bằng cách nào vậy ta, để nghĩ coi. À, làm cách nào để giữ anh Vịt ở nhà không cho ảnh ra khỏi nhà ta, hay là bây giờ mình dùng hắt điện thạch mình lắp xung quanh cái nhà ảnh lại? Không được, không được. Vậy sao đặt ra được? À, mình lỡ mà mình cho anh xong cái mình không đặt ra được nó là sắp mặt. À, để nghĩ coi. À đúng rồi anh em, bây giờ mình chỉ cần mình sẽ kiểu mà mình sẽ đào một cái hố vòng tròn xung quanh nhà của ảnh, thì ảnh sẽ không thể nào mà có thể đi ra khỏi nhà được. Thì ảnh sẽ phải ở lại nhà, ở lại trong cái làng này để đón Noel cùng với mình. Ảnh sẽ không được đi ra ngoài thành phố hay là thành thị gì đó để ảnh đi chơi Noel nữa đó. Trời ơi, vậy là mình sẽ có người đi chơi Noel cùng mình. Nhưng mà bây giờ mình phải vào mình kiếm có cái gì đó để đào không ta, để nghĩ coi. Để xem coi. À, trước tiên chắc mình phải đào đất, cho nên mình sẽ sử dụng cái cây sản đi. Ok, để mình phải từ từ mình rón rén mình ra mình đào mới được. Không biết ảnh có nhà không là. Ừ, cái tên ảnh kia, tên ảnh kia, từ từ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đào thành cái hình tròn xung quanh nhà ảnh nha. Ok, để mình coi coi. Đào từ hướng này đi. Được nè. Ok, đào. Đào nè, đào nè. Đào nè, đào nè. Trời ơi. Đào. Phải đào nhẹ nhàng anh em ơi. Ảnh mà nghe được cái là ảnh sẽ kiểu mà ảnh biết mình phá ảnh cái ảnh đánh mình chết tu á. Ê. Ui, tiếng ai vậy? Thật kìa. Hello anh Vịt. Làm gì vậy tôi vậy? Hello anh, trời. Ủa em đâu có làm gì đâu. Mày làm gì vậy? Em đâu có làm gì đâu, em đang xới đất thôi à. Em đang xới đất trồng cây. Xới đất gì, rõ ràng đây là cái địa phận nhà tôi, là đi qua cái gạt này là bên kia là nhà ông, là sao ông xới đất bên địa phận đất nhà tôi vậy? Thì đâu có gì đâu. đâu cắn đó, ê ơi, cắn đó. Ôi, đâu cái đây em. Trời ơi, không cắn kìa. Thôi mày không cắn, tao cắn. Ê, quên. Ôi, cái gì vậy? Ôi, đâu. Ôi, không được anh em ơi, chết mình rồi, trời ơi. Ôi ông Mr. Vịt, ông còn đứng ở ngoài đó nữa kìa. Ôi, hình như ông canh mình. Ôi, ông móc kiếm ra, chạy, đậu phong. Chết anh em ơi, không được rồi. Kỳ này là mình không phá ổng được anh em ơi. Cái cây sản bằng gỗ này nè, đào chậm quá à, không có được. Thì làm sao đây ta, làm cách nào để đào thật là nhanh luôn, để cho ổng không có phát hiện ra được mình á. Không thôi là ổng mà phát hiện ra là ổng lại tiếp tục ổng đánh mình chết nữa. Hay là mình làm một cây sản mới ta. Hay là bây giờ, đúng rồi, để mình nghe mình coi không biết cái tiệm bán đồ còn bên đó không. Ơi còn chắc là mình sẽ qua bên đó mình mua một cái cây sản gì đó thật là vip luôn coi, để mình cất cây sản này vào. Ok, để mình qua bên đó mình coi bên đó có sản gì vip không. Có ai đây không? Bà đang đứng nè trời. Uy, bán hàng đi. Bà đứng mà bà ngủ rồi luôn kìa. Uy. Uy, bán hàng đi, bán hàng cho tôi đi. Bán. Ở chỗ này tôi đang cần một cây sản á, để mình đào đất nhanh á, có thể bán cho tôi một cây sản được không? Ok, để tôi coi. Sản mình để đâu ta? Bên này. Không phải bên này. Ok thì
tôi còn cái sẵn vàng nè, cậu có muốn mua không? Sẵn sẵn vàng hả? Đâu đâu cho tôi mượn coi, cho tôi mượn đi. Không muốn cho mượn, không muốn mua. Tôi mua tôi phải lấy, tôi test thử coi như thế nào tôi mới mua được chứ. Không, anh biết đâu tự nhiên ông chung. Ok ok rồi. Đây 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 tôi thử coi nha. Thử coi đào coi. Oh my god. Wow, đào nhanh ta. Ui đào nhanh nữa nè. À đây đây chả nè. Ờ cái cây sản này được á. À, bán cho tôi cây sản này, cây sản này nhiêu tiền? Lóc kim cương, đưa qua đây rồi lấy cái sản lại lên. Một lóc kim cương hả? Rồi ok ok. Rồi, cây sản đó với giá một lóc kim cương anh em ơi. Ok, trời, nhà mình có nhiều kim cương lắm trời. Đây đây, trời một đống kim cương luôn nè. Quà ông già Noel tặng cho mình á, để mình lấy một lóc kim cương mình qua mình mua cây sản đó coi. Đây đào nè. Ôi, ok, một lóc kim cương vậy, một lóc kim cương này, một lóc kim cương. Trời, ba cái đồ quỷ này. Trời ơi. Để đi qua coi. Rồi ba còn đứng bên đó kìa. Quay. Mà tôi mua nè, đây, một lóc kim cương này, đó. Rồi, ok, bây giờ đâu rồi, kim cương đâu? Đó, kim cương đó. Đó, đây. Cái sự vàng của bạn. Cảm ơn cậu đã mua. Ok ok rồi. Nó nhiều quá trời, các bà bán hàng bà nói nhiều cực kỳ luôn anh em. Thôi mình về mình sẽ tiếp tục mình qua mình đào đất xung quanh nhà của Mr. Vịt mới được. Ok, bắt đầu đào thôi nha, để coi bây giờ mình sẽ đào rộng hơn, cái cây này đào nhanh mà. Đó, trời ơi, nhanh vãi. Đào nè, đó. Đào nè, trời. Đào nè. Đó, chỉ cần đào xung quanh nhà này ra một cái ô tròn là được vậy. Trời. Nè, trời đào nhanh quá anh em ơi. Đó. Bên này nữa nè. Rồi là tiếp dài thêm nữa nè. Trời đào nè. Trời đào. Ủa cái gì đó mới chớp à. Ui hello anh Dịch. Hello. Quay đầu là bờ trước khi quá muộn rồi. Em có biết làm có cầm gì trong tay không? Anh có súng hay mày? Dạ biết anh cầm súng nhưng mày đừng nói mày nhiều lời, mày nhiều lời. Mày đào banh bét nhà tao ra mày còn nhiều lời. Mày đừng. Trời né nè. Trời bắn đi rồi. Né nè. Không được rồi anh em ơi, cái cây sản vàng của mình á, mặc dù là nó đào rất là nhanh luôn nhưng mà không thể nào mà qua mắt được cái ông này hết. Ui tức quá à. Bây giờ mình cần một cây sản nào đó để mình có thể âm thầm từ từ mình đào ở dưới lòng đất để cho ổng không biết mới được. Chứ bây giờ mình là đào phía trên là ổng thấy là ổng bay vô ổng giết mình luôn. Ê kìa ơi, ổng đứng trên đống nhà ổng nhìn mày. Cái gì? Trời ơi, tôi mới làm gì vậy ông đâu? Mày làm gì mày âm mưu vậy? Có âm mưu gì đâu? Giao viên, người đâu giao viên à? Anh em ơi, chắc là bây giờ mình sẽ đến ngay cái tiệm bán sản đó để mình mua thêm một cái nữa mới được. Trời ơi, để mình tới mới được, để xem coi. Để đi coi, trời. Bà có còn ở đó kìa. Đi tới. Bạn ơi. Cái gì ạ? Bạn. Cái gì ạ? Bán cho tôi thêm cây sản đó đi. Có cây sản nào VIP hơn cây sản sản không? Trời ơi, có, đương nhiên có rồi nè, sản đây. Đâu. Mở vô luôn. Quỷ gà đi ra ra mắt nữa. Gà. Đó, cây sản nào đâu? Đây, sản này là sản đại gọi là gì ta? Nó rất là bổ ích cho con người. Nếu mà cậu cần thì cậu sử dụng thử một lần. Rồi là tôi xem coi. Ủa cái cây sản này nhìn lạ ta. Nhìn hình như mình chưa thấy trong mini world lần nào. Đâu mình đào thử coi. Đâu coi. Rồi. Đâu để mình đào thử coi. Chỉ có một mình tôi. Cái gì ghê vậy? Trời. Cậu rồi là cậu phải bình tĩnh đi. Sao cậu làm vậy rồi cậu phá đất nhà tôi rồi. Ôi cái gì mà đào kinh vậy trời. What the hell. Cái sản này nó mạnh vậy. Ôi trời ơi, cái sản này ngon quá. Ôi bán tôi đi, bán. Trả đây. Cây sản này là sản thần. Tiên gia truyền ông có nợ tôi truyền cho bà có nợ tôi, bà có nợ truyền cho ông nợ tôi truyền cho lại bà nợ tôi. Thôi nói đi, mệt quá, nói chung là bán cho tôi đi. Con heo nhìn bà kìa, bà nói nhiều con lợn nhìn bà kìa. Tôi ác không? Hồi ác rồi, ác không? Đây tôi nói cậu nghe, giờ muốn có cái cây sản này không? Muốn. Kim cương. Bao nhiêu chứ? 100 block kim cương. 100 block kim cương. Oh my god. Tôi kiếm đâu ra nhiều vậy? Tôi chỉ còn có vài block kim cương ở nhà. Ở đâu có nhiều vậy được? Tính ra thì tôi nghĩ là chắc cậu cũng đang cần cái này lắm. Đúng rồi, cần lắm luôn á. Cần. Để tôi nghĩ coi. Đúng rồi. Cậu bây giờ cậu là con trai, cậu sức dài dai rộng thì cậu có thể giúp tôi một chuyện á. Chuyện gì nói đi, miễn là cho tôi là được rồi. Thì dạo này trên thị trấn nó mới chuyển giùm tôi mấy
mấy cái thùng kiện hàng xuống này đó, cậu thấy không, nó quăng lên đây nè đó. Nếu mà được thì cậu bê lại chuyển nó như kiểu là xếp gọn gàng lại cho tôi á, thì okay. Tôi sẽ trả lương cậu bằng cây xẻng này. Được được được, để tôi tặng cậu á. Đó, cậu làm được thì tôi sẽ tặng cậu, bây giờ cậu làm giùm tôi đi. Ok ok rồi rồi, chờ chờ tôi xếp. Trời ơi, cái gì chứ dâm ba mấy cái thùng này, trời ơi. Để mình về mình sẽ lấy kim cương mình trả cho cái bạn bán hàng này, với lại mình sẽ giúp bạn nó chuyển mấy cái thùng nó đi thì mình sẽ được cái cây sản kim cương, lộn, cái cây sản thần đó. Trời ơi, bình thường để mình đào mấy cái đống kim cương đó cái đã. Họ cái cây sản thần nó kinh quá anh em ơi. Đào một phát một hay là hụi bay hết luôn cả đất luôn, kinh thật chứ. Để mình lấy cái đống kim cương cái đã. Ok rồi, mình đã lấy xong hết kim cương rồi. Bây giờ mình sẽ qua mình trả cho bạn đó 8 cục kim cương. Và sau đó mình chỉ cần mình dọn hết cái đống thùng đó là mình sẽ có được cái cây sản đó anh em ơi. Ơi bạn ơi, nè nè, kim cương nè. Ai trời ơi, cậu còn trả kim cương cho mình á. Bây giờ cậu chuyển hàng giùm tôi đi nha. Ok, trời ơi anh em ơi, nếu như các bạn biết á, thì trong bản cập nhật mới của Mini World chúng ta đã có được một cái tay này nè. Thì nó có thể lấy được, nó có thể khinh được những cái món đồ vật lý một cách dễ dàng luôn anh em. Đây anh em nhìn nha, mình sẽ thử mình lấy cái thùng này đây nè. Nè, xem nè, chiu, đó, thôi kinh không? Ôi anh em nhìn nè, đó, trời ơi, dịch chuyển cái thùng này đem đi khắp nơi luôn cũng được nè, thấy không? Đó, đó. Rồi để mình đem mình vứt mới được. À vứt nè. Chiu. Đó, trời, bay đi liền, dọn dẹp nhanh gọn lẹ. Ok đi thôi nào, mình sẽ đem mấy cái thùng này đi, mình vứt. Mình vứt đi. Nè, vứt đi nè. Trời. Đơn giản như đang giỡn luôn. Vứt đi nè. Trời. Dăm ba mấy cái đồ này bình thường. Trời. Cậu có mệt không? Có gì đâu mệt, ba cái thùng này dễ ẹc à. À, vậy quăng giúp giùm tôi nha. Ok, trời. Cảm ơn cậu đã chuyển mấy cục hàng quá này để giùm tôi. Wow, nhanh thật. Ok, trời ơi, đơn giản thôi, ba cái đồ này. Ok rồi, cho tôi xin cái sản đi. À, cảm ơn cậu nha, đây là quà của cậu nhận được nè. Ok. Ok, không giúp đỡ gì thì hãy tới tìm tôi nha. À, ok, cảm ơn bạn nha. Trời ơi, mình đã có được cái sản anh em ơi. Kỳ này là Mr. Dịch chết với mình. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ hành động thôi anh em ơi. Mình sẽ đào một cái hầm thật là bự ở dưới cái nhà của ông Mr. Dịch để cho ổng khỏi đi Noel luôn. Đó, ok. Bây giờ mình phải đào như thế nào để cho mình không bị té nữa ta. Đi lùi từ đào ha, vậy đi. Đó nè, một ô nè. Hai, ui, té. Đào nè, trời ơi, đào quanh cái nhà của ổng rồi, ổng cũng không biết luôn. Trời, nhẹ nhàng quá sao ổng nghe được, đúng không? Trời. Đó, tiếp là cái nhà ổng đây phơm. Ok, giờ vòng qua đây. Bụp nè, trời ơi, cái sản thần này đúng là mạnh thật. Bụp nè, đó. Ui, té đâu rồi. Lắc qua nè, mà lắc cực kỳ luôn á. Bụp nè, trời. Nè. Bụp nè, ui, cái hố sao vậy? Ủa đâu? Bụp nè, trời. Rồi, đến đâu, qua đây đúng không? Rồi, qua đây. Ui, trời. Bụp nè, ui nước tràn vô luôn. Đâu, phóng, lắc. Bụp nè, trời cái này nó đào kinh đến nỗi mà lắc máy luôn anh em ơi. Bụp nè. Two thousand years later. Ok anh em. Anh em nhìn nè, trời ơi vãi chưởng. Mình đào chưa tới 5 phút nữa anh em là đã được một cái hố bự vậy luôn nè. Trời ơi kinh thiệt chứ. Ok, thì bây giờ mình sẽ kêu thử Mr. Vịt ra thôi nha. Anh vào đây. Anh ơi. Dạ. Đi ra đây em nói nghe này nè. Kêu về đâu anh khô mực. Đi ra đây. Khô mực cái gì? Đi ra đây. Nói nghe này nè. Đi ra. Có thấy gì đặc biệt không anh? Anh đi qua nhà em chơi. Nhà em mới mua mấy cái con gà quay ngon lắm á, đi qua nhà em chơi. Cái gì là gì? Sao mà qua được? Qua đi, qua nhà em chơi nè, qua nhà em chơi. Đi vào đường nào? Từ đi đằng sau nhà coi. Đằng sau nhà cũng bị đập rồi anh ơi. Nè, đi ra đằng sau nhà coi đi nè. Đằng sau nhà cũng bị đập luôn rồi. Đây là nhà mình hay là đây là Nhật Bản vừa bị đánh bom nguyên tử ra? Đó, nói chung là bây giờ anh làm sao mà đi, trời ơi, làm sao mà ra, mình làm sao vô được? Coi như là anh bị kẹt ở đó luôn rồi. Đó làm ra vậy à?
chỉ có ông ơi, quanh đây chỉ có hai thằng ở đây không, nếu mà tôi không làm thì chỉ có ông làm thôi. Ông làm nè, ông chết với tôi. Sao qua để đánh được nó đây ta? Qua đây, qua đây, rồi qua đây. Ok anh em. Tối nay của mình đi Noel rồi, ở nhà rồi. Ok, tối nay Mr. Bịch sẽ phải ở lại trong làng, không được đi chơi Noel nữa anh em ơi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Bộ Bá Đạo là anh Mr. Bịch và Timmy TV để subscribe ủng hộ cho hai người bạn của mình nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải rồi.